Ok, mọi người vô đông đủ chưa? Chúng ta cùng nhau chơi nào. Tiếp tục. Trời sợ quá. Sao tôi thua vậy? Chuẩn bị chuyển sang cái phần gì? Sao tôi lùi vậy? Chương 4. Chưa gì vô cái khúc này. Sợ quá. Rồi bây giờ mình đi đưa ngón tay trong già. Có khi nào trên đường mình đi đưa ngón tay trong già xong rồi có một cái con ma nó nhảy ra nó cản mình lại không? Rồi đi đưa ngón tay trong bạc à quên đi đưa ngón tay trong già ghê quá hả? Đừng cứ kêu tôi đang đi qua xong có cái gì phi ra chắc là xỉu ở đây luôn á. Cửa này thì nó không có không mở được rồi, không vô đâu, ghê quá. Cái gì trong này không? Không nhìn đâu, cái gì vậy? Sao tối thui vậy? Trong này là cái gì vậy? Sao trong này toàn bằng mây không? Ghê quá à? Không vô, mọi người tôi muốn đi ra. Ghê quá à? Nhặt ngón tay rồi em. Bây giờ là chị đi đưa ngón tay trong kia rồi. Bây giờ chị đang mở một cái phòng mà trong này tối thui rồi, không dám nhìn. Ghê quá à? Tay mà mang lên tay vậy. Ở bên ngoài trời xong nó chiếu vào cái lỗ gì ấy. Sao bây giờ làm gì?
Nhưng mà rồi, bây giờ con nên quay lại không? Lỡ quay lại có mang nâng canh đằng sau lưng thì sao? Hết rồi hả? Nhưng mấy nãy trên lầu có mà. Nó đi mất rồi hả? Sợ lắm. Nhưng mà có... mở cửa ra nè. Vô trong này có ổn không vậy mọi người? Mọi người vô trong này có ổn không vậy? Cánh cửa tủ lạnh bị kẹt, cần thứ gì đó để cậy ra hả? Cái gì? Mà sao? Là bây giờ lại phải đi kiếm cái gì nữa? Sao đóng cửa rồi? Ôi, đây cái kéo nha, cái kéo này chắc là để mở tủ lạnh rồi đó. Đồ ngu, không được hù, không được hù luôn đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái gì sắp đến vậy mọi người? Trời ơi, có cái gì đây? Đồ ăn hại. Ủa xong rồi mà. Cái gì á? Giật cả mình nè. Đậu sao nó muốn? Từ mình có cái kéo. À, dùng cái kéo để cắt cái cây. Dung. À, cái gì đây? Mà sao kìa? Giờ là mình phải lấy kim để mình mình bẻ ra hai người này hả? Cái xác đâu còn ở đây đâu? Cái xác đâu? Cái xác đâu? Cái xác đâu rồi? Mọi người, cái xác đâu rồi? Cái xác đâu? Cái xác đâu? Cái xác này đâu mà mọi người? Cái xác đâu? Cái xác đâu? Đợi ở trong này có cái gì không? À, cái cửa đóng rồi. Chơi game mà chơi hù. Khoan. Khoan. Sao nó ở trong đó nữa rồi? Tại sao? Sao nó lại ở trong đó nữa vậy? Ôi hình như đây là cái mặt hồi này ở trên. Đây là cái mặt. Đây là một cái mặt hồi này ở trên cầu thang á. Tao xin lỗi, tao phải làm như thế, tao phải bẻ ra ngoài đấy. Đừng có hù tao, đừng có hù tao.
ta phải làm như thế, ông làm không được. Kim đâu rồi? Tao phải làm vậy nha. Tao phải làm thế, đừng có hù tao. Bác ơi, cháu tìm được thêm chiếc răng rồi ạ. Sợ quá. Chương 5 hả? Thôi chơi chứ. À, tôi còn phải ở trong nhà để thêm 30 phút nữa hả? Đậu xanh. Chị không muốn đi một cái phòng nữa, nữa đâu. Chị không muốn đi một cái phòng này nữa đâu. À, nó lại mất tích rồi kìa. Cái game này vậy à, có khi nào là kéo chân tao không? Sợ quá à, mai chơi tiếp được không? Không chơi rồi đâu. Mai chơi tiếp được không? Alo. Alo, alo, có nghe thấy tao nói gì không? Có nghe thấy tao nói gì không? Alo, Thế Anh đấy à? Tao ok rồi, mày phát đi. Ngoài ba người trong gia đình này chết, đêm đó có một thanh niên được phát hiện treo cổ cùng cô con gái trong phòng. Theo điều tra, thanh niên này là người yêu của cô con gái và đêm xảy ra án mạng đã trèo lên tầng 2 vào nhà. Hình như cả hai đã viết thư cho nhau hẹn ngày cùng tự vẫn. Gia đình đã nhờ và cảnh báo chỉ để... Được rồi nè, được rồi nè, được rồi.
đó là ông bố à? Bác ơi, cháu tìm được lọn tóc rồi ạ. Là sao? Là vẫn chưa được đi hả? Chưa được đi hả? Nhưng mà mình nghe mọi người bảo là nó có cái secret ending gì á. Rồi sao bây giờ lại bad ending nữa, là sao? Là rốt cuộc là tổng cộng có bao nhiêu cái ending vậy? Là sao? Chưa hiểu sao lại bad ending nữa, là tôi không được ra khỏi cái nhà này hả? Sao mở cửa được rồi? Vậy là ông này ông đang chui vào trong cái góc nhà rồi mọi người ơi. Mọi người, tôi không muốn chui vào góc nhà kiếm ông đâu. Đúng, giờ lại hiểu vì sao ông bảo mình đi lấy đồ. Nhưng mà bây giờ ông đang chui vào góc nhà đúng không? Bây giờ có thể nào ông vào góc nhà được không vợ? Cho mình biết là ở đây có cái tay người, nhưng mà lúc nãy mình cũng thấy rồi mà. Má đúng là chị giỏi hồn. Cái gì vậy? Sao đóng cửa? Cái gì vậy mọi người? Cái gì vậy? Ban đầu, nạn nhân chết vì lên cơn đau tim đột ngột. Đáng chú ý hơn, đó là cách đây gần 20 năm, tại đây cũng đã xảy ra vụ án tương tự với nhiều nạn nhân khác. Cho tới nay, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra được bất kỳ lời giải thích nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị về vụ án bí ẩn tại ngôi nhà này trong các bản tin tiếp theo. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn lại mọi người vào ngày mai nha, bye bye. Yêu mọi người rất là nhiều.